Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vẫn biết tử quy sanh ký, hợp rồi tan, định luật vô thường. Nhưng sao lòng mãi vắng vương, nhìn lên di ảnh, nhớ thương cha mẹ hiền. Đời người trăm năm như giấc mộng năm kha, công danh như bột nước nổi chìm, phú quý như vần mây tan hợp, danh vọng địa vị, quyền thế đều không bền vững. Nhưng nỗi nghẹn ngào thiếu vắng cha mẹ luôn động lại trong lòng của những người làm con. Để tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha và mẹ, hôm nay nhân ngày lễ tất niên, toàn thể gia đình Phật tử giáng hương cùng một số quý Phật tử thiết lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng kỳ siêu cho cha mẹ, cũng như hồi hướng cho cửu hiền thất tổ được siêu sanh miền cực lạc, ngõ hầu cho pháp giới chúng sanh được thấm nhuần lợi lạc. Giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử giáng hương pháp danh Tuệ Nhật cùng toàn thể quý Phật tử cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn tôn kính, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 31 tháng 1 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 19 tháng 12 âm lịch năm Canh Tý, giữa không khí se lạnh của tiết xuân hòa với khói hương trầm quyện tỏa hương giải thoát, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, con tên là Nguyễn Lê Thị Giáng Hương, pháp danh Tuệ Nhật, xin thay mặt cho gia đình, bạn bè và một số Phật tử cùng nhau câu hỏi về tịnh thất Quan Âm, thành tâm thiết lễ trai tăng, trên cúng dường lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và cúng dường hiện tiền chư Tô Tịnh Đức Tăng Ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho ba của con là Nguyễn Lê Danh Chấn, pháp danh Đức Chân, hưởng dương 51 tuổi. Mẹ của con là Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Bình An, hưởng thọ 95 tuổi, cùng cửu huyền thất tổ và tất cả chư vị hương linh trong pháp giới được siêu sinh về miền cực lạc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Và giờ đây, quỳ trước Đại Hùng Biểu Điện trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Gió lạnh se lòng, chảnh thợ nhớ thương, âm dương chia cắt rẽ đôi đường. Xuân về bên mái nhà xưa ấy, cha mẹ giờ khuất bóng biệt ngàn phương. Trời đã chuyển mình đổi tiết, từng đóa hoa xuân đang nở rộ như vươn mình khoe sắc thắm. Cảnh vật tưng bừng hòa quyện vào lòng người để hân hoan chào đón mùa xuân về. Gió xuân đã đem đến cho con cái cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, nhưng sao chúng con cảm thấy nỗi lòng trống vắng cô đơn khi thấy xuân về bên mái nhà xưa không còn hình bóng yêu thương của hai đấng sinh thành khả kính. Bóng núi khuất ngàn năm tìm chẳng thấy, để xuân về hoa cỏ giấy màu tang, ánh mây buồn bao phủ cả không gian. Dòng lệ nóng tràn nơi khóe mắt, chúng con vẫn biết bèo hợp rồi tan, trăng tròn rồi khuyết, ấy là định luật của nghìn thu, nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào trước cảnh chia ly người đi kẻ ở. Con còn ở lại dương gian, cha mẹ đi cách biệt quan san thuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Nhớ lại ngày nào xuân về Tết đến,
gia đình sum họp mà giờ này cảnh cũ còn đây, nhà xưa còn đó, nhưng cha mẹ đâu, sao khuất dạng bóng hình, cánh bạc bay xa về phương trời vô định. Để cho chúng con ở lại với bao nỗi tiếc thương, dẫu rằng hôm nay tuổi đời chúng con không còn non trẻ, nhưng mất cha mẹ rồi, đời chúng con quạnh quẽ biết bao, nhưng mất đi cả một bầu trời yêu thương vậy. Ân cha dưỡng dục trời cao ngất, nghĩa mẹ sinh thành đất nặng sâu, làm con chữ hiếu đi đầu, hai thân tại thế nhớ câu đáp đền. Quả thật, không ai có thể ngăn được dòng thời gian ngừng chảy, cũng như có ai ôm giữ được hạnh phúc yêu thương cho song thân sống mãi trên đời. Dẫu rằng giờ đây chúng con không còn thơ dại, nhưng cha mẹ mất rồi thì ngàn thu hô vĩnh biệt, không bao giờ tìm lại được bóng tử thân. Vẫn biết tử quy sanh ký, hợp rồi tan định luật vô thường, nhưng sao lòng mãi vấn vương, nhìn lên di ảnh nhớ thương cha mẹ hiền. Kính bạch chư tôn đức, sinh ra thời không được gặp Phật là nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh. Thế gian là vô thường, khổ không vô ngã, người sống trong đời không ai tránh khỏi cảnh khổ, sanh, già, bệnh, chết. Người thương yêu thì phải xa lìa, kẻ oán ghét lại thường gặp gỡ. Khổ vì mong cầu không được toại ý, khổ vì năm uẩn không điều hòa, chúng con cũng không sao thoát khỏi những sự khổ đó. Song thật diễm phúc thay, chúng con còn có giáo pháp của Thế Tôn, còn có tăng ni là những bậc trưởng tử của Như Lai, đang tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, trên hoằng dương chánh pháp, dưới độ hóa chúng sanh. Chúng con cảm thấy thật là may mắn khi đời này được làm thân người, được biết Phật pháp, được tu theo pháp môn Tịnh Độ, và được sự ân cần chỉ dạy của ân sư và chư tôn đức. Những lời pháp nhũ của quý ngài đã xoa dịu bớt nỗi khổ của chúng con. Đối với công đức này, chúng con xin khắc cốt ghi tâm, không biết lấy gì đền đáp cho cân xứng. Vậy trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con xin đem hết lòng thành kính hướng về quý ngài, thành tâm đe đầu lễ lạy để tỏ lòng tri ân trong muôn một. Kính bạch chư tôn thiền đức, cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bùa khắp rạch sông. Làm người có tổ có tông, đừng quên nguồn gốc mới khỏi uổng công vun trồng. Để đền đáp một phần nào công ơn như chừa trời biển của cha mẹ, hôm nay nhân dịp lễ tất niên, gia đình chúng con và một số Phật tử thành tâm thiết lập trai duyên, trước dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, sau cúng dường hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Đệ tử chúng con nguyện một lòng chí thành tha thiết những cầu mong, bồ đề vun gốc sinh tươi mãi, bát nhã đơm bông tỏa ánh hồng. Nam mô hiến cúng dường Bồ Tát, chúng con thành kính dâng lên tịnh tài phẩm vật ngưỡng trên chứng lòng, một dạ chí thành dâng quả phẩm tịnh tài hiến cúng hiện tiền tăng, ngưỡng mong tôn đức tử bi hoan hỷ nạp lễ chứng minh những tấm lòng. Phẩm vật tuy thô sơ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của chúng con, thành tâm như pháp cúng dường. Nhờ công đức này mà sức chú nguyện của chư tôn đức, mà tổ tiên ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp đến nay, cùng hương linh thân phụ con là Nguyễn Lê Danh Chấn, pháp danh Đức Chân, và hương linh thân mẫu con là Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Bình An, cùng những hương linh đã chết vì thiên tai dịch bệnh, và tất cả chư vị hương linh, vong linh, anh linh trong khắp hư không pháp giới được siêu sanh Phật quốc, cùng hiện tiền đệ tử chúng con nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Và cũng xin cầu nguyện cho ba ngôi cao cả tồn tại thế gian, trăm họ để huề uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở, phước huệ trang nghiêm, bể khổ sống yên, thuyền từ phổ độ, Phật Nhật huy hoàng vũ trụ, pháp âm vĩnh sướng khắp nơi, dân an nước thịnh,
gió thuận mưa hòa, chư tai tiêu diệt. Giờ này đạo tràng đã nghiêm tịnh, chư tôn đức tăng đã an trú trong chánh niệm, kính mong quý ngài từ bi ra tâm chú nguyện nạp thọ lễ cúng dường này, để toàn thể chúng con được chọn niềm hiếu đạo, Phật sự thành tựu như ý nguyện. Những mong chư tôn đức từ bi mẫn cố, đại từ mẫn cố. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Vừa qua là những lời tất bạch chí thiết của toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhân cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. A Di Đà Phật. Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thụy từ gia hộ cho quý ngài một năm mới, pháp thể được vô lượng khinh an, trí tánh thường minh, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão Phật niệm Phật, để đời này được vãng sanh Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ tha thứ cho chúng con. Xin chân thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhưng toàn đảnh lễ